người đã khám phá được một vật phẩm bí ẩn từ vũ trụ mang tên Pandora Pot. Họ đã khai thác nguồn sức mạnh của nó. Tất cả đã dẫn tới một hiện tượng kỳ dị. Ba bức tường đã mọc lên từ mặt đất, chia cắt Nhật Bản thành ba phần, Toto, Seito và Hokuto, tạo thành ba thể chế riêng biệt. Nhân vật chính của chúng ta, Kiryu Sento, là một nhà vật lý tại Toto. Anh ta mất đi tất cả ký ức của mình trong một quá khứ đầy bí ẩn. Anh không nhớ bất kỳ điều gì trước khi gặp ông chủ quán tốt bụng, người đã nhận nuôi anh, cũng như giúp anh có chỗ ở và căn phòng thí nghiệm nhằm mục đích thanh tẩy những Smug. Smug là những con quái vật trong thế giới của Bill. Chúng thực chất là những con người được hấp thụ quá nhiều khí Nebula, chuyển hóa trở thành những con quái vật vô tri tấn công loài người. Sento đã hoàn thành một hệ thống do thiên tài ác ma để lại, hệ thống Bill System, cùng với hai lọ bottle. Hệ thống này cho phép anh dung hợp tinh chất từ một sinh vật hữu cơ cũng như là một vật thể vô cơ, tạo chúng thành Color Bill với những màu sắc đen xen nhau. Và combo đại diện cho anh là Rabbit and Tank. Rabbit! Tank! Best match! Hagane no Moon Salto! Rabbit! Tank! Kamen Rider Build không có nghĩa đơn thuần là xây dựng, nó có nghĩa chính xác là kiến tạo, tạo nên những công thức hoàn toàn mới. Với tông màu chủ đạo từ Rabbit Tank, hai màu hoàn toàn đối lập, cổ xe tăng màu xanh dương, chú thỏ đáng yêu màu đỏ, đen xen với nhau tạo một cơ thể hết sức kỳ lạ của Bill. Nó trái ngược hoàn toàn với KW, người mở đầu của thời đại Neo Heisei, là hai phần tách biệt nhau. Bill hòa trộn lại với nhau một cách đầy tự nhiên, lò xo đầy khả năng nhảy của Rabbit, phần bánh xích xe tăng ở phần chân tăng của KW. Tất cả những Pestmark của Bill thường sẽ hoạt động riêng lẻ, chỉ trừ đòn finish là nó sẽ kết hợp lại với nhau, tận dụng sự dẻo dai của thỏ cũng như sự cứng cáp và sức phòng thủ tuyệt đối của xe tăng. Nhưng chỉ đáng tiếc là form này không tận dụng được những khẩu pháo hạng nặng của xe tăng. Việc này sẽ được bổ sung khi nãy nâng cấp lên super form của mình. Có một vũ khí đặc trưng là thanh gươm, nhưng với đầu là một mũi khoan, tạo những vòng xoáy xoay quanh thanh kiếm tấn công cái hộp và sát thương cao hơn. Anh ấy cũng hơi đổi đầu vũ khí để chuyển hóa thành một khẩu súng giúp tấn công tầm xa. Vortex Finish, Bill sẽ chạy lấy đà, nhảy thật mạnh để dậm xuống mặt đất, tạo nên một lỗ hổng khổng lồ bên dưới. Một phương trình vật lý đột nhiên xuất hiện, kẹp chặt lấy kẻ thù không cho chúng di chuyển. Từ mặt đất, anh nhảy lên và đa đòn Rider Kick bằng lực nhảy của Rabbit cũng như phần bánh xích từ Tank, cán nát kẻ thù làm những tên mắt xấu số phải hứng chịu đòn tấn công này. Rabbit Tank Sparkling! Shratto Hajikeru! Rabbit Tank Sparkling! Sự thật, khi biết chủ quán là tên Koro Evos, kẻ đã thao túng tất cả mọi thứ khiến Sento hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta cần Mikasa, người duy nhất có khả năng thanh lọc những bottle, thật lòng muốn thanh lọc chúng, nên đã tạo dựng nên vở kịch anh hùng cùng với Sento. Tất cả mọi chuyện đã được hé lộ. Sento hiện tại tâm trạng của anh ấy quá suy sụp nên Crosshead đành phải tham chiến với Evos. Evos áp đảo hoàn toàn Crosshead, cho đến khi Bill đưa ra chiếc bottle đặc biệt giúp nâng cấp anh chuyển hóa thành form nâng cấp đầu tiên. Không còn động lực nào để chiến đấu, nhưng Sento nhận ra bản thân mình là ai và cần phải bảo vệ những người quan trọng của mình. Kamen Rider Bill Sparkling được trích xuất từ sức mạnh của Pandora Pop. Hình dạng chiếc bottle Sparkling là hòa trộn lại của Rabbit and Tank, trộn chúng lại để tạo thành một chiếc bottle khổng lồ. Không có bất kỳ biểu tượng nào, chỉ có gương mặt của Bill Sparkling trên phần đại diện của chiếc bottle khổng lồ. Kích hoạt nó, anh mở lon soda, những bọt khí ga văng tung tóe. Độ kinh hoàng của Bill Sparkling lúc vừa debut. Đối mặt với Evos, anh ấy dễ dàng đánh bại cả hai con rắn do hắn ta tạo ra bằng sức mạnh cơ bản và ném bật chúng lên khỏi tòa nhà, phá hủy hoàn toàn kiến trúc tại nơi giao chiến. Sức mạnh này khiến Evos lúc đó cũng phải hết sức kinh hãi. Đòn kết thúc của Bill Sparkling là Sparkling Finish. Bill cũng nhảy lên bầu trời. Thay vì một biểu đồ vật lý, nó tạo ra hai lỗ hổng năng lượng kết nối với nhau như một chiếc phễu hai đầu. Bill nhanh chóng lao vào chiếc phễu này để tạo ra lực nén khổng lồ, tăng sức mạnh của anh về hướng còn lại, ra một đòn Rider Kick giáng vào người của tên Evos với toàn bộ những bong bóng khí đại diện Sparkling ở khắp chiến trường. Hazard on. Uncontrolled Switch. Bill Black Hazard có lẽ là form kinh điển nhất về tất cả những rider mất kiểm soát với màn thể hiện ấn tượng của nó. Đánh bại hoàn toàn sức mạnh Dragon Jelly của Color Z cũng như nghiền nát một tên Hazard Smart một cách đơn giản và đầy ngầu lòi. Với tông màu đen phủ kín toàn bộ cơ thể,
Tạo hình của Black Hazard đúng với tên gọi của nó, một màu đen của luồng khí Hazard bao phủ toàn bộ bộ giáp của Bill. Nhìn giống như Bill đang bị bao phủ một sức mạnh hắc ám và đang tuôn trào khắp cơ thể, chỉ chờ ngày bộc phát. Đơn giản như thế nhưng đôi mắt của anh vẫn giữ được công thức Rabbit and Tongue cơ bản. Form này có khả năng đổi về những hình dạng khác nhau, tạo những combo giống như hình dạng best map bình thường của Bill. Với sức mạnh quỷ dị như vậy, tại sao Kiryu Sento lại sử dụng tới nó? Trong tình huống lúc đó, Hokuto đã cử một đội quân gồm một tên rider sử dụng Strat Driver Kaurogri. Hắn ta cùng với 3 tên đồng đội của mình tận dụng Hazard Trigger để nâng cấp sức mạnh. Người biến thành rider thì không bị gì, nhưng những tên Hazard Smug thì sẽ bị tiêu diệt nếu ăn đòn Final Attack. Và bọn chúng quá vượt trội so với hình dạng Bill Sparkling cũng như là sức mạnh Rod Z Jelly. Cả hai người đã không thể nào ngăn cản được chúng. Trong tình huống nguy cấp như thế, Banjo đã quyết định tham chiến và tiêu diệt tất cả Hokuto để giành chiến thắng. Sento muốn ngăn cản Banjo cũng như trận chiến này, nên anh đành phải sử dụng tới vật phẩm cấm Hazard Trigger, thứ đã được Evot trong hình dạng của ông chủ quán tốt bụng trao cho anh. Thứ sẽ giúp anh nâng cao lượng Hazard trong người, nhưng khi sử dụng quá độ anh sẽ mất kiểm soát, bỏ qua tất cả và chuyển hóa Best Mug Color Bill Hazard On. Trong lần đầu xuất hiện, tất cả những từ ngữ để có thể diễn tả Hazard Trigger hay là Black Hazard chỉ đơn giản gói gọn bằng từ tàn nhẫn. Không như những form mode kiểm soát khác, cách đánh của Black Hazard tập trung vào hủy diệt kẻ thù, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Khi anh chỉ vừa đánh vài đòn đã sử dụng tới đòn mạnh nhất Overflow cũng như đòn kết liễu. Anh ấy thể hiện sức mạnh áp đảo với luồng khí bốc ra Hazard dày đặc bao quanh cơ thể. Trận chiến của anh với Banjo, khi bình thường Sento là người tri thức và chiến đấu không quá mạnh bạo, người chiến đấu theo kiểu đó chính là Banjo, nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi. Banjo đã nhìn thấy một Sento hoàn toàn khác, một người đã hủy diệt kẻ thù của mình mà không hề chớp mắt. Black Hazard chỉ đơn giản là tăng lượng Hazard của chủ sở hữu lên và làm cho họ mất kiểm soát dần khi họ không kiểm soát lượng Hazard này. Đòn tất sát của nó bao gồm hai phần là Overflow và đòn Rider Kick. Đòn Overflow, anh ấy sẽ nâng cao sức mạnh của Hazard, tung những cú đá và cú đấm cực mạnh. Ngoài ra, anh còn có khả năng vô hiệu hóa kẻ thù bằng luồng điện đen tích tụ từ cơ thể, khống chế chúng và làm chúng không di chuyển được. Đòn Overflow này mình thấy giống một đòn nâng cao sức mạnh hơn là đòn Finish. Đòn Finish sẽ được thể hiện bằng đòn Rider Kick mang tên Hazard Finish. Với hình dạng đòn Rider Kick cơ bản hoặc đòn đầu tiên anh ấy ra tay với kẻ thù, tụ năng lượng vào chân của mình và ra một cú đá cực mạnh dán vào hắn và hủy diệt hắn đơn giản. Trận chiến với Kaurogri đã chính thức kết thúc. Phần phía sau vẫn còn đó khi thế lực thứ 3 đã xuất hiện. Bọn chúng là thế lực từ Seito, tên Kaurogri đại diện giống với vùng đất Hokuto. Đó là Kaurogro, chính là con trai của Toto. Hắn đã trở lại với chiếc Bottle cũng như Crash Driver, mang sức mạnh của loài cá sấu, áp đảo hoàn toàn tất cả những rider và hắn đối mặt với sức mạnh từ bộ hàm khủng khiếp của loài cá sấu. Không còn cách nào khác, trận chiến giao hữu giữa cả hai vùng đất để xem ai là người chiến thắng mà không cần chiến tranh lại một lần nữa phải nổ ra. Nhưng đây là trận đấu 3v3, Kree đã dễ dàng giành được chiến thắng. Nhưng Crosshead thì không may mắn như vậy, phải đối mặt hình dạng hợp thể của hai tên Gear. Trận chiến đè nặng lên vai của Sento khi anh là người đại diện cuối cùng để chống lại Kaurogro. Cho dù dùng bất kỳ form kết hợp Best Mug, Bill Sparkling cũng chẳng làm gì được Kaurogro, hắn ta quá áp đảo. Cho đến khi anh móc ra chiếc Hazard Trigger, hắn ta đã tưởng anh sẽ sử dụng lại một lần nữa hình dạng Black Hazard. Hắn cũng vô cùng tự tin vì bản thân mình đã có khả năng chống lại Black Hazard khi đánh vào việc bất ý thức của anh. Nhưng không, Sento còn vũ khí khác, chiếc Bottle đôi, do anh nhận ra công thức từ hai vật phẩm cùng nguyên tố với nhau. Hình dạng mới được khai sinh bao phủ lên người anh sức mạnh màu đỏ của Rabbit mang tên Rabbit and Rabbit. Phủ lên người của Black Hazard bằng lớp giáp đỏ, cơ thể của anh được điểm tô bằng những chiếc lò xo, tăng tốc độ đáng kinh ngạc đến Kaurogro cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ khủng khiếp từ Rabbit and Rabbit. Vẫn giữ nguyên sức mạnh từ hình dạng Black Hazard và đấm những đòn cực đao với tốc độ siêu nhanh. Tên Rô hoàn toàn bị áp đảo, khả năng nhảy cao bằng lò xo của anh ấy được nâng cấp lên một tầm cao mới, giúp cơ thể của anh co giãn ra giống như độ đàn hồi của một chiếc lò xo thực thụ. Cả cơ thể tấn công quá linh hoạt và bất ngờ khiến Kaurogro không kịp trở tay, hắn ta chỉ có thể ăn hành trước sức mạnh khủng khiếp này của hình dạng Rabbit and Rabbit.
tất sát mang tên Rabbit Finish. Bill cũng nhảy lên không trung, duỗi chân của mình về phía kẻ hù, làm chúng sao nhãng vì tưởng đây là một tấn công. Nhưng không, anh thu chân của mình lại để tạo ra lực nén khổng lồ, sau đó mới lao phía kẻ hù, tấn công mục tiêu và đá chúng bay đi cực kỳ xa. Cho dù đó là Cobra cũng chịu sát thương cực kỳ nghiêm trọng sau khi ăn đòn tấn công này. Tưởng chừng là chiến thắng khi đá hắn văng khỏi sàn đấu, nhưng theo luật lệ của cuộc thi thì nó vẫn sẽ tiếp tục. Hắn ta đã nhận được thông tin từ tổ chức và tìm ra cách đối phó với Rabbit bằng chiếc Bottle Diamond vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của anh. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì họ nhận ra có lẽ trong nội bộ của phe Bill đã có kẻ phản bội và sức mạnh Rabbit đã bị nắm bắt và gần như vô hiệu trước khả năng ứng biến của Ro. Tình thế đang vô cùng nguy cấp khi Bill đang đứng trước ranh giới sẽ thất bại trận chiến này. Sức mạnh của Ro với Bottle Diamond áp đảo hoàn toàn so với Rabbit. Anh bị vô hiệu hóa từ việc tấn công bằng tốc độ cho tới sử dụng khẩu pháo năng lượng. Hắn ta áp đảo Bill cho đến khi tín hiệu được gửi tới Sento. Tất cả con tin đã được giải cứu, anh chẳng còn gì phải lo ngại sức mạnh của Ro. Khả năng của Rabbit vẫn bị nắm bắt, anh sẽ làm gì đến bại Ro đây? Còn một mảnh ghép khác nằm trong sức mạnh của chiếc Bottle đôi. Tang, kích hoạt. Tất cả những mảnh giáp đã chuyển hóa thành con thỏ và rời bỏ hình dạng của Bill. Một đội quân xe tăng mini kéo tới và tấn công Ro một cách kịch liệt. Chúng tập hợp khắp trên người Bill để tạo hình dạng Tang Form. Rabbit thiên về tốc độ cũng như sự linh hoạt, thì Tang sẽ thiên về tấn công cũng như sức phòng thủ tuyệt đối. Với những mảnh ghép và những mảnh xích xe tăng được trải dài trên phần vai, cổ tay cũng như chân của Bill, nó không còn được nằm ở bàn chân để giúp anh gia tăng tốc độ di chuyển, mà được gia cố phòng thủ trên những điểm quan trọng của Bill, giúp tấn công kẻ thù và tạo lực ma sát từ phần bánh xích này để gây sát thương tối đa. Những phần bánh xích ở những vị trí khác cũng có công dụng tương tự khi khả năng tấn công lẫn phòng thủ cực kỳ cứng cáp từ phần vật liệu chế tạo nên bánh xích xe tăng. Tổng thể màu sắc vẫn là xanh cũng như những chi tiết trắng đại diện cho bánh xe tăng và những chi tiết vàng cho chúng ta biết đây là form nâng cấp cao hơn ở hình dạng cơ bản và biểu tượng Bill chạy dọc phần thân của anh. Do không phải là một chiếc xe tăng mà là một tổ đội xe tăng nên anh sẽ có rất nhiều họng pháo trên khắp cơ thể của mình. Nổi bật nhất là hai khẩu pháo trên vai. Nó không phải là hai khẩu pháo được nằm trên cổ tay mà nằm trực tiếp trên vai của Bill. Nghĩ vũ khí chính của form Tang này là một khẩu đại pháo nên anh luôn phải cầm vũ khí ở trạng thái hai tay nên hai khẩu pháo được trang bị trên vai sẽ thuận tiện cho việc chiến đấu của Bill hơn. Và ngoài việc tấn công, chúng khả năng đẩy lùi kẻ thù, hất văng chúng vào địa hình. Cũng giống như Rabbit có cặp tai thỏ ở phần phía sau thì anh sẽ có cặp bánh xích xe tăng được trải dài phần phía sau cơ thể. Mặc dù phần này nhìn cũng không nghệ lắm, nhưng để làm form tương xứng với Rabbit thì mình công nhận nó cũng khá là đẹp mắt. Tấn công lẫn phòng thủ đều gần như toàn diện. Có lẽ tốc độ sẽ là điều hạn chế nhất của Tang. Và làm sao với sức mạnh của anh có khả năng phá hủy được Diamond của Ro? Đã giải bài toán này bằng khẩu Buster của mình khi nhét tất cả full 4 bottle vào và đánh bại hoàn toàn tấm lá chắn vững chắc của hắn. Anh kích hoạt đòn finish giúp Bill chuyển hóa thành một cổ xe tăng thực thụ, đôi chân của anh chuyển hóa thành phần hai bánh xe tăng và phần đại pháo chuyển hóa thành chiếc nòng súng khổng lồ chạy quanh người của Ro và ra hàng loạt phát bắn đại pháo cực mạnh dán vào người hắn. Mặc dù có phòng thủ từ Diamond nhưng Ro cũng bất lực vì khả năng tấn công linh hoạt cũng như sức công phá hủy diệt. Ăn hàng loạt phát đạn từ một khẩu xe tăng hình người, Ro đã hoàn toàn thất bại và chiến thắng đã thuộc về Bill cũng như vùng đất mà anh ta đại diện. Sento đã mất đi trí nhớ của mình và khôi phục lại ký ức của tên tiến sĩ Akma. Hắn ta đã hoàn thành được bước cuối cùng, tổng hợp tất cả những Bottle lại để tạo thành chiếc Bottle tối thượng và hắn gọi nó với tên gọi Di Nhật Bottle, thứ có thể đánh bại được Eivor. Nhưng trong lần đầu tiên sử dụng, chiếc Bottle này đã không thể kích hoạt do hắn ta chỉ là một nửa của thiên tài mà thôi. Trận chiến rơi vào bế tắc khi hình dạng Rabbit lúc đó đã quá Amita và chẳng đấu lại ai, thậm chí đó có là Macro. Banjo đã tham chiến nhưng cũng thất bại. Nhưng điều anh để lại trong tâm trí của kẻ được mệnh danh là thiên tài ác ma chính là tình bạn. Thứ đã đánh thức Sento cũng là thứ mà anh có mà tên thiên tài kia chẳng bao giờ có được. Thức tỉnh là bản thân khi cả hai bản thể đã hòa lại là một. Genius Bottle. Cả nhà máy Bottle nhập vào người của Bill, một cơ thể trắng
từ đầu tới chân và tất cả những bottle được gắm sâu vào tất cả những bộ phận cơ thể của anh, đầy đủ tất cả và những đường ống dẫn trải khắp kinh cơ thể của Bill. Phần biểu tượng của Bill được điểm tô bằng một màu vàng nổi bật lên trên và vòng tròn 7 sắc cầu vồng ở giữa ngực. Đôi mắt của anh cũng được thay thế bằng hình ảnh ba với ống nghiệm ở hai bên và phần trán của anh điểm tô bằng biểu tượng đặc trưng của Bill Driver. Sức mạnh của G-Nhật Firm khá đơn giản. Đầu tiên là gia tốc. Anh có khả năng vượt xa tốc độ của tình Macro cũng như ngang tài ngang sức với tốc độ của Black Hole. Trận chiến giữa cả hai thật sự trận chiến vô cùng kinh hoàng khi cả hai gia tốc để đối mặt với nhau ở hai trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, giống như tất cả những Firm tối thượng ở thời đại Neo Heisei, anh sử dụng được tất cả những sức mạnh từ những chiếc bottle khác. Đặc biệt nhất là trong trận chiến với Color Blood trong movie, còn trong series thì anh khá ít sử dụng khả năng này. Có lẽ là do nó quá nhiều bottle và cũng không cần thiết vì Bill còn khả năng khác quan trọng hơn trong mạch truyện của phim, thanh tẩy Hazard từ nạn nhân, và nó cũng liên quan trực tiếp tới đòn tất sát của anh. Anh sẽ có rất nhiều trạng thái tất sát, điển hình nhất là One Side cũng như Hakusai, để ra một đòn Rider Punch và Rider Kick tượng trưng cho hai nửa ống dẫn cam đỏ cũng như xanh da trời và tím trên cơ thể của Bill nhằm thanh lọc. Làm anh thương hiệu của anh là Genius Finish, một biểu đồ như hình dạng cơ bản nhưng điểm tô bằng 7 sắc cầu vồng trói chặt kẻ thù. Anh lao lên nó, trượt dài trên biểu đồ và ra đòn Rider Kick với tất cả những bottle giống như những động cơ phản lực tuôn trào năng lượng khổng lồ từ chúng và đẩy Bill lao thẳng vào kẻ thù để ra đòn Finish. Kế hoạch để chống là một kẻ sống dài như Evot là tạo một thế giới mới nơi không tồn tại hắn, và cũng chính hắn sẽ là vật dẫn để kết hợp cả hai thế giới lại với nhau. Bill dùng toàn bộ sức mạnh mở cổng không gian đưa thế giới thứ hai đến gần hơn với thế giới đầu tiên bằng toàn bộ sức mạnh của Genius Firm. Hoàn thành được thí nghiệm đó, anh cũng mất hoàn toàn sức mạnh tối thượng của mình. Với những Firm cơ bản, anh không thể nào làm gì được tên Evot. Mặc dù hắn cũng mất chân sức mạnh trong trận chiến với Bill ở những hình dạng khác, nhưng đó là hoàn toàn không đủ. Khi tuột về Bay Firm, anh đã chẳng còn đối thủ của Evot. Hắn đã hấp thụ được Banjo và chỉ cần có Sento, Evot Trigger của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục và hắn sẽ là kẻ mạnh nhất. Khi sức mạnh của anh hoàn toàn gần như tan biến, thì mẫu thử nghiệm cuối cùng Gold Rabbit cũng như phần bottle Silver Dragon được CrossZ gửi cho Bill bằng những ý thức cuối cùng trong người của Evot. Kết hợp cả hai, anh đã tạo một hình dạng có thể thay thế được Di Nhật Firm về mặt sức mạnh Gold and Silver Rabbit Dragon. Kết hợp cả hai nguyên tố hữu cơ lại với nhau để tạo một Firm hết sức chấp vá bằng hình dạng CGI 3D. Sức mạnh của nó cũng khá khủng khiếp, chỉ xuất hiện duy nhất một lần và chỉ ra đúng đòn Rider Kick, không thể hiện bất kỳ điều gì. Và thậm chí đòn Rider Kick này còn được tái chế là từ Rabbit and Tank mà chẳng có bất kỳ hiệu ứng nhảy cao hay là phần mảnh sức xe tăng cán vào người kẻ thù. Nó chỉ đơn thuần là một nguồn năng lượng vàng bao quanh cơ thể của Bill, ra một đòn tấn công Evot khiến hắn trọng thương nặng. Đó là tất cả gì mà hình dạng Rabbit and Dragons thể hiện được trong tập cuối cùng của Kamen Rider Bill. Form cuối cùng để kết thúc series này tất nhiên là CrossZ Bill. Có thể coi là sức mạnh toàn diện nhất khi kết hợp từ hai sức mạnh khủng khiếp nhất của Bill, Genius Form cũng như Dragon and Rabbit Gold Silver với sức mạnh từ Công Chúa Mặt Trăng. Chúng hợp lại với nhau và tạo thành chiếc bottle được tái chế từ hình dạng Sparkling. CrossZ Bill không phải là một người điều khiển một cơ thể với sức mạnh của cả hai. Hai người hợp lại, hai ý chí ngoài lại là một, nghe cực kỳ giống một Rider bí ẩn nào đó xuất hiện mở đầu thời đại Neo Heisei. Tạo hình của Firm này cũng dựa trên hai hình dạng là Rabbit and Rabbit. Do mình nghĩ hình dạng Rabbit cơ bản thì khá là bình thường nên phải kết hợp từ Firm Rabbit and Rabbit. Phần CrossZ do cũng là một Firm độ lại từ Bill cơ bản nên anh ta vẫn giữ nguyên họa tiết và không có nhiều thay đổi. Điểm đặc sắc nhất là phần vạt áo ở phần chân được điểm tô bằng hai màu xanh và đỏ, và tất cả những viền cơ thể sẽ tượng trưng cho Gold vàng kim ở phần thân của Rabbit và phần lửa bạc bên phần Dragon. Đôi mắt của anh cũng sẽ được điểm tô bằng hai màu vàng và bạc, thể hiện rõ sức mạnh của những chiếc bottle đại diện cho nó. Chiếc thai gì bình thường sẽ là màu xanh từ Dragon cũng như phần màu đỏ của Rabbit. Kết hợp mặc dù nhìn hơi hỗn tạp nhưng vẫn giữ được đặc trưng của cả hai Rider,
và hòa trộn một cách vô cùng hoàn hảo. Về sức mạnh thì form này chẳng còn gì để bàn cãi. Kamen Rider Blood, kẻ phản diện chính trong phần movie Be The One. Nếu Evos muốn tạo ra tòa tháp hướng tới bầu trời thì hắn Sa sẽ tạo ra lỗi hạt nhân để phá hủy hoàn toàn trái đất từ bên trong. Sức mạnh kinh khủng của hắn đã được thể hiện trong toàn bộ tập phim. Và hình dạng Cross-Set Bill là tất cả sức mạnh mạnh nhất của Bill lại, mà cũng chỉ có thể đánh ngang tài năng sức với hắn, cũng thể hiện rõ trận chiến này kinh khủng tới mức nào. Vẫn giữ nguyên những khả năng từ sức mạnh của rồng của Cross-Set, cũng như khả năng bật nhảy và gia tốc Rabbit and Rabbit được nâng cấp. Điều hạn chế lớn nhất của hình dạng tối thượng này có lẽ là đến từ tâm trí của cả hai người vẫn chưa thống nhất. Vì một người chiến đấu bằng lý trí, còn một người chiến đấu bằng bản năng. Nhưng họ đã chiến đấu cùng nhau rất lâu và màn phối hợp chấp vá vẫn có thể giúp Bill đánh bại được Color Blood. Một vài khả năng tạo ra và điều khiển hai sinh vật là một con rồng để tấn công đối mặt với con rắn được tạo ra từ Color Blood. Một số phân cảnh anh có khả năng bay lượn. Final Tech triệu hồi đến một con thỏ vàng được mạ lại từ Rabbit and Rabbit, dùng lực đẩy của nó đá văng lên trời và dùng hơi thở của rồng để thổi nguồn năng lượng khổng lồ đá văng Color Blood lên thẳng mặt đất, phá hủy hoàn toàn kế hoạch của hắn. Sau đó anh mới thực hiện đòn finish của mình mang tên Hòa Bình Tình Yêu Finish. Thay vì một biểu đồ vật lý được kết hợp từ hai biểu đồ lại với nhau, nó là hai biểu đồ nhưng đang xen với nhau, nhìn rất giống cách mà Bill tạo ra hai hình dạng khi hai nguyên tố đang xen với nhau. Nó tạo ra một chuỗi đường ray quấn quanh người của Blood. Sau đó anh dùng sức mạnh khổng lồ của từ Cross-Set Bill đã vỡ cả đường ray cũng như là tên Blood xấu số, kết liễu hắn và chiến thắng trận chiến đầy vẻ vang. Sau cuộc chiến, form này quá ao trình nên đã tách rời ra thành chi nhánh Bottle cũng như là Rabbit and Dragon Silver and Gold. Giống như form trước thì đây cũng là màn thể hiện duy nhất của form hủy diệt như thế này. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.